trong quá trình phát triển tỉnh bình dương đã giải quyết tốt mối quan hệ giữa ổn định và phát triển chất lượng sống tốt văn minh tiến bộ của người dân là mục tiêu tối thượng là trung tâm của sự phát triển và mọi đường hướng chính sách của tỉnh với sự lãnh đạo của tỉnh ủy sự đầu tư hỗ trợ của trung ương bình dương đã tập trung xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng cơ sở kinh tế xã hội để thúc đẩy nhanh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế đưa bình dương trở thành một trong những trung tâm công nghiệp đô thị phát triển năng động hội nhập quốc tế mạnh mẽ gắn kết với các tỉnh thành của vùng kinh tế trọng điểm phía nam hướng đến mục tiêu tối thượng về đời sống tốt đẹp của nhân dân bình dương đã luôn bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của người dân ngay cả trong quy hoạch đền bù giải tỏa bình dương đã luôn trân trọng biết ơn sâu sắc các hộ dân đã nhường giao đất để tỉnh xây dựng hạ tầng phát triển công nghiệp đô thị mô hình gắn khu công nghiệp với hạ tầng đô thị như giao thông điện công nghệ thông tin trường học bệnh viện siêu thị chợ công viên cây xanh và khu dân cư của người dân tái định cư khu nhà ở cho công nhân đã tạo điều kiện để người dân được hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển của các khu công nghiệp Chính sách này đã thu hút được lực lượng lao động đến với Bình Dương. Hàng loạt các chính sách cụ thể chăm lo cho con người, phát triển đời sống, phát triển văn hóa đã được tỉnh triển khai với các định mức chỉ tiêu cụ thể, chăm lo cho người dân có điều chỉnh cao hơn so với định mức của Trung ương. Trước hết đó là ý tưởng, thái độ trách nhiệm và phương pháp cách thức xử lý của cán bộ lãnh đạo quản lý. Xử lý cho nó hợp lý vừa hợp tình, vừa hợp lý, vừa có lợi cho nhà nước, cho địa phương, vừa có lợi cho người dân thì người dân ủng hộ thôi. Trong khi tất cả các nơi khác giải phóng mặt bằng đất đai vô cùng khó khăn thì Bình Dương cái chuyện đó là thuận lợi. Đương nhiên đó là một thuận lợi, một thành công lớn. Thực tiễn vừa làm vừa tư duy, Bình Dương đã dần dần định hình được mô hình phát triển tổng quát của mình. Trong năm đặc trưng của mô hình phát triển tỉnh Bình Dương, chất lượng sống tốt đẹp, văn bình, tiến bộ của người dân là mục tiêu tối thượng tỉnh đã và đang thực hiện hiệu quả ba trục phát triển đồng quy chính quyền kiến tạo, nhân dân đồng hành, doanh nghiệp hành động, đồng quy vào đời sống văn minh tiến bộ của người dân. Với quan sát với cái tiềm lực của 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 Bình Dương hiện nay, với cái nguồn lực tại chỗ hiện nay, thì nó là một cái bệ phóng rất lớn cho sự phát triển sắp tới, cho nên nhìn thấy cái tương lai nó, nó rất là sáng suốt và đặc biệt cái đời sống của người dân, mà đời sống người dân không chỉ người dân của Bình Dương mà người dân nhập cư số lượng nó gần gấp đôi <laughs> Bình Dương đều được được nâng lên. Hội đồng lý luận Trung ương phối hợp với tỉnh ủy Bình Dương thực hiện đề án nghiên cứu tổng kết mô hình phát triển của tỉnh Bình Dương trong công cuộc đổi mới của đất nước và tầm nhìn định hướng đến năm 2050. Bình Dương kỳ vọng mô hình này sẽ tiếp tục phát triển là một hình mẫu trong nỗ lực vượt qua bảy thu nhập trung bình, phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh hiện đại của vùng và cả nước trong thời gian tới.